cả vợ luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà mình lại tiếp tục gửi đến cho các bạn một món ẩm thực. Ok, hôm nay nhà mình sẽ làm cái món cua đồng và rang muối mọi người. Ok, thì một cái món này mình thấy người ta làm cũng khá là ngon. Nên hôm nay nhà mình cũng quyết định đi bắt và đa bắt về cũng khá là nhiều ở đây. Đây mọi người có thể thấy này. Đây cua đồng ở đây trong tầm vài chục con mọi người đã thấy. Mùa này thì cua đông ít hơn mọi người, tại vì ở chỗ mình thì mùa này người ta bắt đi bán rồi ấy. Nên rất là hiếm, để mà kiếm được một số cua đông như này cũng khá là hiếm mọi người. Ok, thì hôm nay anh em mình cùng với lại em Thiêu và một thành viên mới, nói chung cũng khá là nhiều xuất hiện trong clip, nhưng mà em đây cũng lâu lâu mới thay mặt. Ok, em Bíp đang làm nửa bên kia đấy. Em đây thì hồi trước mình quay đăng TikTok cũng khá là người yêu quý em đấy, cùng gọi anh em mình kêu em đây vào tem. Okay, thì hôm nay sẽ cùng em nó để mà cùng anh em mình thực hiện cái món cua đồng đi rang muối mọi người. Okay, đây cua đồng thì khá là nhiều ở đây mọi người thấy chưa. Ok, anh em mình sẽ chuẩn bị bỏ những cái chân này, những cái chân con này nè mọi người. Đấy, những cái chân con này anh em mình sẽ bỏ nha. Ok, nhìn công việc em Thiêu làm mọi người. Em Thiêu vừa mới tắm xong. Đấy. Hiện tại là 5 giờ mấy rồi mọi người, anh em mình mới đi làm về nên khá là mệt. Hiểu thấy chưa? Nên trời hôm nay không có nóng mọi người, rất là lạnh luôn. Phải tắm sớm mà không lạnh mọi người. Ok mọi người, sau một hồi thì em Thiêu cũng đã lấy ra hết cái chân con nó đi mọi người. Ok, đây chúng ta sẽ lấy như này. Đây gần một cái ca này mọi người thấy chưa, này khá là nhiều luôn. Ok, đây em đổ hết số muối ở đây. Đây mình cho hết cái số muối đây mọi người. Đặt đây. Đấy, cho hết đây hết luôn này. Này của đồng răng muối mà không hiểu muối nhiều không. Nhiều. Vâng, nhiều đây cũng được, đây mình thấy như mùi khá là nhiều ấy. Thì sẽ xếp xá nè mọi người. Đây, cua đồng ràng muối phải như thế này. Đây, như này nhá. Đây, chúng ta sẽ xếp cua này mọi người. Các em cứ nằm gọn trong đây cho anh nha. Đây, như này. Cua mà đem đi hấp như này nó có chín thì chín được, nhưng mà nó ăn nó có mặn hay không mọi người. Mình chỉ sợ nó dính muối thì nó mặn thôi. Đây rất là nhiều luôn. Cái này mình hấp cũng khá là nhanh mọi người, đâu đó tầm 20 phút xong cái món này. Rất là nhiều luôn. Ok, như vậy là xong mọi người ơi. Ok mọi người, đây cho hấp đi. Đây mọi người, chắc mình hấp cái này trong tầm 2 đến 30 phút là xong cái món này. Ok. Mấy cái ok mọi người, đây càng về tối thì ở đây lại càng không rõ được mọi người. Ok, đây em Thanh An mới đi đâu về á mọi người. Cái món của chúng ta đến đâu rồi, thì mình ở ngoài của chúng mình ở ngoài này thì mùi nó thì rất là thơm mọi người, mùi xả nó bay vào thì rất là thơm luôn. Mình từ từ nha, cho mọi người xem thử. Ôi dồi ôi, mọi người thấy chưa? Người thì như này thì vẫn chưa chín được. Okay, một tí nữa.
ăn mới đâu về đây em biết. Chào các bạn. Hello. Em biết so với tem thì là nhỏ nhất mọi người. Củ này xong trong bùn đất nên hơi bị đen mọi người. Đấy, như này cũng có thể ăn được rồi nhỉ mọi người. Ok. Em bíp. Không bỏ. Vậy là sau hơn 30 phút thì anh em mình cũng đã rang xong cái món cua đồng này nha mọi người. Ok, và bây giờ anh mình sẽ đem ra thưởng thức mọi người. Okay. Xếp như này nha mấy đứa. Mùi rất rất là mặn luôn, muối mà mọi người. Quá. Lần đầu tiên này mình làm cái món này. Cho mặt tóc tầm. Lấy xà luôn rồi em ạ. Ok, đây mọi người. Hôm nay sẽ chuyện của em Bíp. Đây, chén mũi ớt thần thánh của anh em mình. Đây là anh em mình muối tiêu chanh. Nghe chưa? Khá là nhiều ớt luôn. Để ở đây anh em mình sẽ mời tất cả các bạn thưởng thức. Rồi, mời tất cả các bạn cái món cua đồng rang muối của anh em mình nha. Mời cho mấy đứa. Mời các bạn ăn xá nha. Ngon nha. Nó xá lắm rồi. Khi chúng ta rang muối thì nó rất là thơm luôn. Này ăn cua đây. Lật đi. Đây mọi người thấy chưa? Món nó cua đồng này. Ăn qua sao bao cua cũng ngon. Nhưng mà cua đá thì căng lại ngon hơn mọi người. Cua đồng thì nó ngon, nó cay nữa, đồ hợp lắm các bạn ơi. Xin mời các bạn. Ngon mọi người. Không chê vào đâu được. Cua nó rất là giòn luôn. Đây, đây. Cua giòn. Cua thì cũng khá là nhiều gạch luôn. Đây, mời mọi người nha. Ngon này. Mọi người ơi, cua đồng thì nó rất rất là nhiều gạch luôn này. Ôi dồi ôi. Cái quá các bạn. Đây cái kia lượn này. Càng. Nhờ. Mấy đứa ăn lấy cái phần đây. Cái phần gạch này. Cái tạo luôn. Ăn rất là ngon. Ăn cao quá luôn à. Chỗ nào anh em mình đi mò cua đá rồi để ăn. Nghe cua đá sẽ ngon hơn đấy mọi người. Còn okay. Nếu mà kêu video được nhiều like, anh em mình sẽ đầu tư mua cua biển để mà cho mấy em và mình ăn thử sẽ như thế nào mà. Cua biển đến gặp mình thì vẫn chưa được ăn luôn. Còn không chi mấy em đấy thì hiện tại là đúng gần 6 giờ rồi mọi người. Các chú gà của mình chuẩn bị lên nhà nó ngủ nên nó hơi ồn, mọi người xem thông cảm. Đây còn cua như nhỏ như này thì chúng ta có thể nhai luôn cọc của ông được, nó rất là giòn luôn. Nó rất là giòn luôn. Sau một hồi đánh chén thì cũng gần hết rồi. Những cái càng như này thì chúng ta có thể nhai cũng nhai luôn được. Đây giòn nha. Ngon. Cái lượng này đâu có thế nào đâu. Wow. Cách ăn làm miếng chanh cho các bạn xem.
món này ăn chua chua cay em ngon. Ôi dồi ôi dồi. Rồi đừng mắt, đừng miếng. Miếng chanh này. Mình để ăn thì cắt nha. Chỉ chín rồi các bạn ơi. Chín hết rồi em ạ. Không phải chỉ chín. Để cho các bạn nhá. Miếng chanh này. Một cây ngọt. Mời các bạn ăn chanh nha. Chua chua quá. Sao vậy ông ơi? Mời các bạn ăn chanh ăn ớt nha các bạn. Ok, bạn nhà. Ôi giời. Đây. Ok thì con cua anh em mình cũng gần hết rồi. Ok thì thời lượng video này và bây giờ cũng khá là tối rồi. Thì là video nhà mình đến đây khá là dài các bạn ha. Đây là một like và một subscribe đăng ký kênh ủng hộ anh em tụi mình. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.